Điều 62. Chính tự thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Ban hành quyết định kiểm tra thuế. A. Thủ trưởng cơ quan thuế ban hành quyết định kiểm tra thuế đối với trường hợp hướng dẫn tại Điều 61 thông tư này. Việc kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế chỉ được thực hiện khi có quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Người nộp thuế có quyền từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định kiểm tra thuế. Quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế do thủ trưởng cơ quan thuế ban hành theo mẫu số 03 KTTT, ban hành kèm theo thông tư này. Thời hạn kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế không quá 5 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, cần có thêm thời gian để xác minh thu thập chứng cứ, thì chậm nhất là một ngày trước khi kết thúc thời hạn kiểm tra theo quy định, trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo lãnh đạo bộ phận kiểm tra để trình thủ trưởng cơ quan thuế gia hạn thời gian kiểm tra. Quyết định kiểm tra chỉ được gia hạn một lần dưới hình thức quyết định, theo mẫu số 18. KTTT ban hành kèm theo thông tư này, thời gian gia hạn không quá 5 ngày làm việc thực tế. B. Quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế phải được gửi cho người nộp thuế chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định. C. Đối với trường hợp kiểm tra theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 60 thông tư này, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra thuế hoặc trước thời điểm công bố quyết định kiểm tra mà người nộp thuế chứng minh được với cơ quan thuế số thuế đã khai là đúng hoặc nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt phải nộp theo xác định của cơ quan thuế thì thủ trưởng cơ quan thuế ban hành quyết định bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế theo mẫu số 19 KTTT ban hành kèm theo thông tư này d. Trường hợp cơ quan thuế đã ban hành quyết định kiểm tra nhưng người nộp thuế đã bỏ địa điểm kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật vắng mặt trong thời gian dài bởi lý do bất khả kháng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang điều tra thanh tra tại trụ sở người nộp thuế thì thủ trưởng cơ quan thuế ban hành quyết định bãi bỏ quyết định kiểm tra thuế theo mẫu số 19 KTTT ban hành kèm theo thông tư này. 2. Việc kiểm tra theo quyết định kiểm tra thuế phải được tiến hành chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định. Khi bắt đầu kiểm tra thuế, trưởng đoàn kiểm tra thuế có trách nhiệm công bố quyết định kiểm tra thuế, lập biên bản công bố theo mẫu số 05 KTTT, ban hành kèm theo thông tư này, và giải thích nội dung quyết định kiểm tra để người nộp thuế hiểu và có trách nhiệm chấp hành quyết định kiểm tra. 3. Trường hợp khi nhận được quyết định kiểm tra, người nộp thuế đề nghị hoãn thời gian tiến hành kiểm tra thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế nêu rõ lý do và thời gian hoãn để xem xét quyết định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoãn thời gian kiểm tra, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc hoãn thời gian kiểm tra. 4. Trong thời gian kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế phát sinh trường hợp bất khả kháng phải tạm dừng kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra báo cáo lãnh đạo bộ phận kiểm tra, nêu rõ lý do tạm dừng, thời hạn tạm dừng để trình người ban hành quyết định ra thông báo về việc tạm dừng kiểm tra. Thời gian tạm dừng không tính trong thời hạn kiểm tra. 5. Trường hợp người nộp thuế không chấp hành quyết định kiểm tra thuế quá thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày phải chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc từ chối trì hoãn, trốn tránh việc cung cấp hồ sơ tài liệu, hóa đơn chứng từ sổ kế toán liên quan đến nghĩa vụ thuế quá thời hạn 6 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 6. Biên bản kiểm tra thuế. Biên bản kiểm tra thuế phải được lập theo mẫu số 04KTTT, ban hành kèm theo thông tư này và được ký trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra. Biên bản kiểm tra gồm các nội dung chính sau: các căn cứ pháp lý để lập biên bản kết luận về từng nội dung đã tiến hành kiểm tra xác định hành vi vi phạm mức độ vi phạm xử lý vi phạm theo thẩm quyền kiến nghị biện pháp xử lý không thuộc thẩm quyền của đoàn kiểm tra biên bản kiểm tra phải được công bố công khai trước đoàn kiểm tra và người nộp thuế được kiểm tra biên bản kiểm tra phải được trưởng đoàn kiểm tra và người nộp thuế hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế ký vào từng trang đóng dấu của người nộp thuế bao gồm cả dấu giáp lai và dấu cuối biên bản nếu người nộp thuế là tổ chức có con dấu riêng trường hợp còn vướng mắc về cơ chế chính sách phải xin ý kiến cấp trên thì ghi nhận tại biên bản khi có văn bản trả lời của cấp trên thì đoàn kiểm tra hoặc bộ phận kiểm tra chịu trách nhiệm lập phụ lục biên bản với người nộp thuế để xử lý theo quy định của pháp luật khi kết thúc kiểm tra trường hợp người nộp thuế không ký biên bản kiểm tra thuế thì chậm nhất trong năm ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai biên bản kiểm tra trưởng đoàn kiểm tra phải lập biên bản vi phạm hành chính báo cáo lãnh đạo bộ phận kiểm tra trình người ban hành quyết định kiểm tra ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đồng thời thông báo yêu cầu người nộp thuế ký biên bản kiểm tra nếu người nộp thuế vẫn không ký biên bản kiểm tra thì trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai biên bản kiểm tra, thủ trưởng cơ quan thuế ban hành quyết định xử lý truy thu thuế, xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc kết luận kiểm tra thuế theo nội dung biên bản kiểm tra và dữ liệu số liệu đã thu thập được trong quá trình kiểm tra. 7 xử lý kết quả kiểm tra thuế chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản kiểm tra với người nộp thuế. Trường đoàn kiểm tra phải báo cáo lãnh đạo bộ phận kiểm tra để trình người ban hành quyết định kiểm tra về kết quả kiểm tra. Trường hợp kết quả kiểm tra dẫn đến phải xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính, thì trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, thì trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản kiểm tra, Thủ trưởng Cơ quan Thuế phải ban hành quyết định xử lý vi phạm về thuế theo mẫu số 20 KTTT ban hành kèm theo thông tư này. Trường hợp kết quả kiểm tra dẫn đến không phải xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính, thì Thủ trưởng Cơ quan Thuế ban hành kết luận kiểm tra. Trường hợp qua kiểm tra thuế mà phát hiện hành vi vi phạm về thuế có dấu hiệu trốn thuế, gian lận về thuế thì trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo thủ trưởng cơ quan thuế để ban hành quyết định xử lý sau kiểm tra hoặc chuyển hồ sơ sang bộ phận thanh tra để tiến hành thanh tra theo quy định của pháp luật.